Ở chỗ nào Hà Nội em ơi? Em ở Hà Đông. Anh ở Chương Mỹ. Là gần nhau không em? Gần ạ. À vậy hả? Chương Mỹ, Hà Đông sát bên. Em ở chỗ nào Hà Đông? Em ở Dung Nội. Có 7 cây. 7 cây. Thế coi chừng hai bạn này đi cùng chuyến bay đó. Các bạn bay chuyến nào vậy? Em vừa mới đêm qua. Còn thường là bay lúc mấy giờ? Cháu bay từ 8:45 hôm Chủ nhật. À bay trước rồi hả? Nhà trai vào trước nhà gái. Nhà gái có thể hát tặng cho nhà trai bài hát nào đó để nhà trai năng động lên chút xíu không? Bên đây ngồi rung lắm. Thế thì em xin hát một bài bài cầu hôn. Cầu hôn, thấy chưa? Nghe nha. Dạ. 2, 3. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn có đánh đá tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình gặp nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói, anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Nghe thấy sao, cảm giác sao? Thích chưa? Thích đó. Sao ạ? Thấy nhà nghe gái nhà ta thấy thích rồi đó nha. Nhà gái tôi thế nào ạ? Thích rồi, dễ thương. Một cô gái rất là dễ thương, hát nghe ngọt ngào nữa. Nhà trai nghe thôi đã xém đổ rồi đó. Hôm nay tôi cảm thấy tự hào vì nhà gái của mình đó mọi người. Nhà trai tôi cũng được lắm rồi nha, cũng sói ca lắm á. Cao chắc cũng 1m9, 2m chứ không giỡn đâu nha. À nhắc tới chiều cao thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi luôn về tình trường của cô gái. Em thì chưa có mối tình nào cả. Trời sao ơi. Vậy cưng? Vậy là chắc là cái yêu cầu của em nó cao lắm đúng không? Em sẽ thích một người con trai bản lĩnh, một người hướng về gia đình. Chắc chắn là sẽ yêu thương người phụ nữ của mình. Còn về chiều cao sao em? Chiều cao bên thì... kia là lợi thế chiều cao đó. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, cao hay thấp đó. Vậy thì gia đình bên nhà trai dư sức đáp ứng nhu cầu của nhà gái rồi. Em hỏi gì nó khó hơn đi. Đó, nhà trai tôi sói ca trai. Cao hơn cây thang luôn. Yên tâm. Ngon lắm. Ủa, nè bà mối, ăn được không ngon? Mai mốt bên đây ăn nên là tôi thấy tôi nói trước là ngon. Ngon ta vậy mà ngon gì? Hấp dẫn. Hấp dẫn. Bây giờ này chàng trai nói cho chị nghe là bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình nhưng mà lý do chia tay là xa quá, có cái định lý xa quá. À, định mệnh như đó, lần này đúng là rồi. Lại cùng ở Hà Nội. Là định mệnh luôn đó. Ở đâu này, hỏi coi có ở gần phường nhau không? Em ở chỗ nào Hà Nội em ơi? Em ở Hà Đông. Anh ở Chương Mỹ. Là gần nhau không em? Gần ạ. À vậy hả? Chương Mỹ, Hà Đông sát bên. Em ở chỗ nào Hà Đông? Em ở Dung Nội. Có 7 cây. 7 cây. Thế mà em nghe cái chữ Hà Đông em có nhớ đến cái câu gì không? Cái gì Hà Đông đó? Cái gì Hà Đông ta? Từ Hà Đông. Từ Hà Đông. Sợ không? Không. Bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông nè. Em không thích đàn ông gia trưởng. Có gia trưởng không? À là không ạ, cái đấy em không có. Bên đây hiền lành lắm. Phải chẳng. Vũ phu. Vũ phu. Có thủi ai bao giờ chưa? Chưa, toàn bị đấm thôi. Bây giờ cái gu bạn gái em là gì nè? Hiền lành và chung thủy được. Vậy thôi hả? Vâng. Trời, hai bạn này sao dễ dàng quá. Mình đi với ai vậy em gái? Hôm nay thì em có đi một mình thôi. Rồi. Xa quá. Còn chàng trai? Em đi mấy cái bác em. Họ nhà trai chúng tôi đại diện của cháu Thường đây, chúng tôi một kỳ vọng rất lớn là hôm nay được gặp hai MC và đồng thời cũng là chúng tôi đi la mang một quyết tâm rất cao và một kỳ vọng rất lớn, đi không về không, tức là không bao giờ về không. Không ạ. Nhà trai đánh giá bên nhà gái thế nào nè? Về vị trí địa lý thì rất là gần, thế nhưng mà ngược trở lại thông qua cái chương trình này, vậy là cháu tôi có một cơ hội rất lớn. Cơ hội như thế này mà cháu không tận dụng được thì là cháu hơi kém. Tuy rằng tên là Thường nhưng bác kỳ vọng rằng cháu sẽ phi thường. Hay quá. Cảm ơn nhà trai đó. Chuẩn bị.
mở rào. Cố lên nha Thường nha. Nghe lời chú dặn không? Chào em. Cảm ơn, cảm ơn anh. Đứng đó chưa? Đây mai. Cảm ơn anh. Mình nói to to lên cho mọi người nghe. Nãy giờ anh thấy em sao? Không, đúng rồi. Đó, bị phản đối rồi kìa. Nãy giờ nghe tiếng nói rồi gặp em anh thấy sao? Phi thường đâu. Hơi nhát thì em có thích không? Hay là có gì không thích không? À, em nghĩ là đó là tính cách của mỗi người. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau một cơ hội. Chưa nói gì mà cơ hội cái gì. Rồi thôi về chỗ ngồi đi. Chú kinh nghiệm truyền cho nó coi. Bác đang ở độ tuổi như con ấy thì ngay vào luôn là 100% luôn, không phải đắn đo gì nữa. Mọi khi thì nghe mạnh dạn coi như can đảm lắm, mà sao hôm nay gớm gặp bạn gái thế nào tự nhiên lại mất hết coi như là cái uy lực, cái khí thế đi. Cứ yên tâm nhá, bình tĩnh nhá, tiến lên nhá, tiến chắc nhá, tiến vững bền. Và mình đã định như thế nào là quyết tâm phải thành công. Nghe lời bác chưa? Dạ nghe rồi. Em gái, em cảm giác bên nhà trai thế nào? Em mời lời em xếp đánh trước. Em đã không biết nói gì. Anh thì anh cũng sẽ là một người hiền. Đúng, anh hiền, anh cũng hiền lắm. Tôi hơi nhát. Em nghĩ là giữa hai người sẽ cần có sự tôn trọng. Nghĩa là anh chỉ cần một người mẫu, người bạn gái này có thể là trung thủy là được, cũng không nhất thiết phải là quá xinh quá đẹp, mình thì là trung thủy là được. Và bây giờ anh nhà trai hỏi nhà gái là hẹn hò sao, em thích đi chơi đâu, thích ăn cái gì? Thực ra thì từ Trúc Sơn mà ra Dương Nội nó rất là gần lắm chị ạ. Thế nên là cái độ đi độ 50 phút là đến nơi rồi ạ. Một tuần thì thời gian em có thể dành vào thời gian nào? Công việc của em thì cũng khá là bận. Cuối tuần thì em có rảnh không? Cũng tùy hôm ạ. Sau này anh có vợ ấy, thì anh muốn là vợ mình sẽ đi làm hay là ở nhà? Anh, nếu mà anh có vợ thì anh sẽ để vợ anh thoải mái, thích làm gì cũng được, thoải mái là được. Nghĩa là công việc của em thì em có thể làm, và công việc của anh vẫn làm hậu phương cho anh cũng được. Vừa rồi thì em cũng nghe là anh không biết nấu ăn ạ. Anh không biết nấu ăn, nhưng mà nếu mà có lý do để nấu thì anh vẫn sẽ vào sẵn làm ở bếp. Qua chương trình này mình đã có duyên gặp nhau ấy, thì anh hy vọng là mình không phải là người đầu tiên, thì anh sẽ mong là mình sẽ người cuối cùng. Cái câu này nó quan trọng lắm. Bây giờ mình đứng lên, mình tấn công tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái, mình nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Em phải làm như vậy thì em mới đem người ta về được, chứ giờ em đứng đây khao quá người ta không nói. Chưa kể người ta cận, người ta không nhìn thấy được em nữa. Ồ, em bị cận hả? Không, chị nói giả bộ vậy đó. Thôi lên luôn em. Lên luôn, đúng. Máu lên. Đúng rồi. Mình đến đây là có duyên với nhau ấy. Thì em bảo là mình sẽ cho nhau một cơ hội để cùng bấm nút để về với nhau. Hai bạn suy nghĩ cho kỹ nha. Cảm xúc của mình bây giờ thế nào, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 1 2 3 Nắm tay liền thấy chưa? Hy vọng là giống như nãy bác nói á, con phải làm được điều gì phi thường nha, không có tầm thường nữa. Vâng. Nha. Rồi, xin phép mọi người cho em, cho anh thương em cái. Ngọt ngào lắm. Ngọt, rất là ngọt ngào đúng không? Vâng. Đấy, nụ hôn đầu tiên của cô con gái đó nha.